Hello các bác. Ấy, già già. Một cốt già quá các bác ơi. Rất già, rất già. Rất già sạch. Rất già sạch. Thì còn định làm như nào hay lỗi lầm gì thì xử lý như nào thì để mở ra các bác nhé. Xem chân cẳng như nào. Sơ bộ là thấy đang là ba vai đây. Ba vai rất hot đây. Đấy, ba vai rất hot đây. Rất đương đại đây. Cởi ra phát xem nào. Cởi ra phát xem nào. Cởi ra phát xem nào. Đấy. Mới đưa về trưa nay các bác. Trưa nay mà. Mới đưa về trưa nay. Ấy, chân nhìn thấy ngon đấy. Nhìn thấy ngon đấy. Nhìn thấy ngon đấy. Nhìn thấy ngon. Rồi. Ok, ba vai. Sơ bộ là thấy cái tay này mới đóng đúng không các bác? Tay này thì giới thiệu các bác là nhấc từ đây sang đây. Đấy, nhưng mà rất là cân. Rất là cân. Các bác có thích ba vai không? Rất là cân. Mặt này rất ok rồi. Mặt này cũng được. Mà lại được. Đấy. Có cái chỗ chiều sâu này vào. Chiều sâu này. Thì nếu mà sau chắc nếu mình để nuôi ba vai xong cắt bỏ cái này thì nó gọn hơn. Đấy, chân mẹ là rất đẹp. Chân mẹ rất đẹp. Nếu mà nuôi cái vai này ấy, thì sau phải lấy chân xuống đây cho nó đẹp đẹp ở chỗ cái chỗ này. Chứ cái chân bên trong này là không dùng được rồi. Đấy. Thế thì cái ý tưởng trong đầu là muốn làm một cái trực các bác, thì nó gọn gàng hơn. Các bác thấy có thích dùng chơi cây trực không? Chơi cây trực thì được cái đó. Được luôn cái chân này chơi được. Chỉ có sửa một tí ở đây thôi. Hoặc là một chút ở đây nữa thôi. Chẳng sửa cũng được. Đấy. Thì lại được một cây trực. Một cây trực. Trực rất giả. Kể ra để vá vại rất hay các bác. Nhưng mà tôi giá mà người ta mà ghép vào đây này, tôi vừa mới tháo cái đinh vít, vừa mới bắn vào được mấy hôm. Đấy, thì trong đầu tôi là ấy là tôi chơi trực cái trực rồi. Đấy, nhìn này. Tôi chơi cái trực rồi. Cho nên là tôi gỡ ra đinh ra rồi. Nhưng mà để muốn trình bày cho các bác là đấy, người ta đóng là như thế nào. Cây ba vai bây giờ toàn là bộ đã đóng mà các bác. Đóng rất khéo luôn đấy. Nhìn sau nó ăn vào nhau thôi. Sao nó ăn vào nhau thôi. Đấy các bác ạ. Đấy. Thì bây giờ quyết định tháo ra các bác nhé. Có thể là nhiều bác sẽ rất là tiếc. Rất là tiếc vì cơ bản cái vai này đóng vào cũng rất là ok rồi. Đóng vào rất ok. Đấy. Thì giá như nó liền cốt ở đây. Hoặc là người ta đóng nó phi dễ xong rồi thì ok. Tôi sẽ chơi luôn. Nhưng bây giờ nhìn này nó ngứa mắt lắm các bác. Nó giả tạo. Tất nhiên là để ghép để đóng được vào mà nó thành được cái cây thì thì cũng là một cái kỹ thuật rất hay. Một kỹ thuật rất hay các bác ạ. Đấy. Một kỹ thuật rất hay. Rất cũng là một cái rất đáng để học hỏi các bác. Nhưng thôi, đối với cây này thì tôi xin phép tôi sẽ bóc ra các bác nhé. Tiếc thì tiếc. Tiếc thì tiếc. Đấy. Tiếc thì tiếc. Chơi cây trực các bác nhé. Đấy. Ok, tháo đi. Đấy, tôi vừa sửa tí quên mất không bấm nút quay. Vừa mới lẹ mở mấy cái miếng này.
cực cái chỗ này à. Hợp lý không nào, chắc cứ vô đây thôi, nhìn vào đây không ạ. Vườn crack là trồng xong rồi, trồng sang cái chậu à Đồng Nai này cũng vừa vặn đẹp đứng thành, cũng không quá sâu lắm. Đấy các bạn, từ ba vai dẫn thành thế này thì em mới phải xoay lại chậu, xoay lại chiều chơi ấy. Thì bệ của nó bị dài, đấy thì cũng có sấn được một tí. Cơ bản là sửa được cái rễ này là ok rồi. Cái miếng này sau tính tiếp, nhưng cơ bản là ok rồi. Hồi nãy nó một mảng nó xuôi này đúng không? Đấy thì còn dư âm một chút cái lỗ ở đây là để người ta đóng vào cho nó khít ý. Thì thôi, không quan trọng lắm. Thì ở đây nó là chân hết rồi. Chân hết rồi, nách chân. Đấy. Cái rất già và sạch sẽ. Rất già và sạch sẽ. Đấy, các bạn nhìn này. Cái khẩu này thì tôi sẽ phải xử lý nữa, nhưng mà bây giờ thì không làm, cứ ra mầm đến đâu sau tôi lựa thì xử lý đến đấy, sẽ làm cái tay ấy nhẹ bớt đi. Cơ bản nó rất già thì nuôi sẽ rất là sướng, cứ đồ già nuôi sướng lắm các bạn. Mặt này nó có cái sẹo này thì không đáng ngại nhé, có cái sẹo cổ này thì thôi, thì nuôi cho nó bo thôi. Còn chỗ cái tay này nó phi ra, nó lộ cái vai đấy rõ ra thì ok. Ngọn tạm thời lấy ngọn này, tạm thời lấy ngọn này. Đấy, như vậy là có hai tay một ngọn rồi, một cái trực rất đơn giản, rất đơn giản các bác nhỉ. Các bác có thể chưa quen vì nhìn ba vai vừa nãy nó choáng ngợp quá mà đúng mốt bây giờ, nhưng mà thực tế mà nói thì sau thì một cái trực của nó rất hay. Đấy các bác nhìn cái mặt này phê không? Phê không? Rất phê, ca sĩ đang phê. Vâng. Đấy, thích nhất ở cái là nó già, nó già lắm nhỉ, nó già đến nỗi sạch thân ấy. Thế thì vậy xanh Nam Điền mà các bác, thì nuôi nó nhanh lắm, cho nó ăn uống đầy đủ phần nó nhanh lắm. Bò sẹo rồi là mầm thở nó phi ra trông thấy các bác nhé. Các bác có thể bây giờ có thể khó hình dung, nhưng mà ít lâu nữa thôi có thể là một năm nữa đi, các bác quay lại cây này các bác sẽ nhìn thấy nó rất là khác. Người ta bây giờ người ta quý cốt già đúng không ạ, vì là nuôi nó sướng mà, cắt rồi đục các thứ nó thoải mái lắm, mà nó rất khó bị cháy. Nó hàng chậu nữa. Đây các bác nhìn cái chân đế của nó này. Tứ diện. Đấy. Ổn đúng không các bác? Đấy, chơi mặt này là mặt chính các bác nhé. Nó lành. Tôi sẽ phải giật cái ngọn nó ra phía bên này để cho nó thuận. Đấy, trên xuống nhé. Ok, cảm ơn các bác nhé. Nói chung là một cái phôi tốt các bác. Thực sự là phôi tốt. Chịu khó nuôi là cây này sẽ lên rất nhiều tiền. Chúc các bác ngủ ngon.